Tốt rồi đó, các bạn đã kết nối được cơ sở dữ liệu và đảm bảo rằng là SQL Server của các bạn vẫn đang còn hoạt động tốt và cái clip của các bạn tốt vẫn là hoạt động tốt. Như vậy thì cái phần đầu tiên thầy ghi nhận. Đối với lại cái GDBC của chúng ta, khi mà các bạn kết nối vào cơ sở dữ liệu á, thì nó sẽ thao tác trên cái hệ quản trị khá là nhiều, nó connect khá là nhiều. Cho nên trong cái quá trình làm việc thì đối với lại GDBC, nếu mà dữ liệu của các bạn lớn á, nó sẽ làm chậm cái quá trình truy xuất. Và nếu như các bạn sẽ truy xuất mà các bạn truy xuất ở nhiều bảng thì nó sẽ rất là nặng. Thay vào đó thì chúng ta sẽ có cái phần GBA, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta một cái API để lấy dữ liệu một cách nhanh chóng thông qua các cái câu lệnh mà nó không phải là câu lệnh SQL nữa. Cấu trúc của câu lệnh nó sẽ khác. Cho nên là trước đây chúng ta sử dụng cái JDBC thì cái câu lệnh truy vấn bên SQL như thế nào, mình copy qua bên này y chang. Có nghĩa rằng mình đang thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhưng bằng code Java. Còn đối với lại JBA thì nó có một cái bảng nằm giữa, cơ sở dữ liệu nó tách riêng, Java nó tách riêng, cho nên cái việc truy vấn nó sẽ nhanh hơn, đơn giản hơn, và câu lệnh của chúng ta không còn là SQL mà nó là JBQL. Viết thì nó gần gần giống nhưng mà nó có một số điểm khác, các bạn chú ý các bạn sẽ thấy rất là dễ viết. Chú ý nó tương đương với lại SQL của chúng ta. Trong cái phần mà JBA thì nó có một số khái niệm, ví dụ như là ORM, Object Relation Mapping. Mapping là nó đang ánh xạ từ cái code của Java và code của SQL để nó truy vấn, thì cái này chúng ta gọi là map. Giữa một bên là table và một bên là đối tượng, là một entity. Cái entity, cái khái niệm này mình học ở môn gì các bạn? Môn SQL Server, hoặc cái môn gốc của nó là môn cơ sở dữ liệu. Ok, như vậy cơ sở dữ liệu mình có một đối tượng được quản lý trên database thì mình gọi nó là entity, và tương ứng với một entity thì mình create một cái table. Chú ý hai cái này nhé, nó có cái chữ mapping ở chỗ này, và chúng ta có một cái entity class là bên Java để mình map với lại cái table của bên data. Hai cái khái niệm JBA là Java Persistent API. API là gì? API là gì? Application Protocol Interface. Tức là giao diện. Giao diện gì? Để đặt tả cái ứng dụng của chúng ta. Như vậy thì đối với là cái giao diện này, cái interface này nó không phải là cái bề mặt để mình xem nhé, nhưng mà nó một cái giao tiếp á. Rồi mình sẽ tìm hiểu thêm cái phần API. Rồi chúng ta sẽ connect giữa cái ứng dụng của mình thông qua cái JDBC cũ thì nó bằng cái JBA. Và trong này thì chúng ta sẽ cấu hình cái file persistent.xml. File này nó có một cái cấu trúc. Tí nữa mình sẽ đưa cái cấu trúc đó ra và cấu hình nó. Trong cái file này, để mà chuẩn bị cho cái dự án của các bạn mà chạy được GBA thì các bạn sẽ sử dụng một cái file là form. Các dự án của các bạn là đã code bằng Maven chưa? Rồi, có một số bạn đã code Maven rồi.
Như vậy thì chúng ta sẽ đưa cái dependency vào. Dependency của chúng ta, ví dụ như Hibernate và SQL Server, nó sẽ connect qua SQL Server và mình sử dụng Hibernate để mình lấy cái thư viện CDBC, CBA. À, cần có cái thư viện. Chúng ta kết nối dữ liệu vào. Như vậy thì cái phần lý thuyết của chúng ta xong. Chúng ta sẽ tạo một cái cơ sở dữ liệu. Và cái cơ sở dữ liệu này của chúng ta, nó là PolyOE, quen không? Có rồi đúng không? Có chưa? Nếu chưa, tí nữa mình sẽ create cái database này. Và bây giờ cái file này là file chính của mình nè. Để cho cái GPA nó chạy được thì chúng ta sẽ cấu hình một cái là Boolean. Boolean. Trong đó cái cấu trúc của cái file này nó có cái property, tức là mình sẽ chỉ cho nó kết nối với lại cái SQL server. Ha, cấu trúc của nó. Để đây. Và chỗ này cái database của các bạn tên gì? Đây, kết nối BOE. Database của các bạn tên gì? Các bạn thay thế cái database. User, chỗ này, tức là user là SA hay là user gì mà connect vô cái SQL server đó. Bình thường chúng ta dùng SA đúng không? Nhưng mà sau này các bạn đi làm, các bạn không có SA đâu. Người ta sẽ cấp cho các bạn một cái user khác. Mỗi cái ứng dụng nó sẽ có một cái user riêng. Chứ SA là quản trị cả một cái database của người ta, hệ quản trị của người ta. Người ta sẽ không cấp. Thì chỗ này tại thời điểm này mình dùng SA. Password này là password của SQL. Tài khoản SA. Như vậy mình đã có được cái file persistent ở đây. Và chúng ta sẽ demo một cái bài tập kết nối cơ sở dữ liệu. Khi mà các bạn tạo thì chúng ta sẽ có nè, đối với lại SQL server các bạn sẽ có một cái table. Table ở đây thầy ghi là user có s. User có s. Được chưa? Và chúng ta sẽ tạo một cái class user 0s. Vậy tại thời điểm này các bạn hiểu có s là gì và không s là gì? Tại sao mà bên này không có s, bên này có s, có gì khác không? Có gì khác không các bạn? Ở đây thầy tạo một cái entity, tức là một cái class bên Java. Thầy đặt cái tên là user không có s. Ở bên database thầy tạo một cái table, thầy để là user có s. Khác nhau gì? Như vậy trong cơ sở dữ liệu người ta sẽ gọi là gì? Thực thể và đúng rồi. À, tí nữa bạn, hai bạn sẽ nhắc thầy cộng điểm chỗ này. Thực thể và tập thực thể. Như vậy thì đối với cơ sở dữ liệu các bạn có một dòng, một report, thì chúng ta gọi là một thực thể. Được chưa? Cả một table chúng ta gọi là tập thực thể. Như vậy thì ở đây đối với cơ sở dữ liệu nó là nhiều cái report ở trong một table, cho nên nó là tập thực thể. Đối với lại một cái class ở bên Java, nó chỉ chứa được một record thôi, cho nên nó là một entity và nó tương ứng với một thực thể. Chú ý chỗ này giúp thầy. Và khi chúng ta cấu hình, các bạn sẽ thấy nè, đối với lại trước đây mình tạo cái class user, mình có thấy cái a cộng entity, a cộng table, a cộng id này không? Không.
Và đối với bây giờ mình có. Vậy thì mấy cái này là gì? Thì cái A cộng này các bạn, chúng ta gọi là notation, định hướng biên dịch. Nghe cái khái niệm nha, notation, nó định hướng biên dịch. Như vậy thì nó định hướng cái gì? Khi mà nó vào cái class của chúng ta, class chúng ta đặt cái tên là user.java, thì khi mà nó biên dịch vào đây, nó thấy a cộng entity, thì nó sẽ hiểu là tí nữa tôi sẽ lấy cái class này nè, tôi sẽ ánh xạ vô một cái table nào đó trong cái chuyện. Còn nếu mà các bạn không có cái chữ entity này thì nó không liên quan đến cái chuyện ánh xạ, và cho dù bạn có ánh xạ đi nữa nó cũng không quan tâm. Mình có cái notation là entity để nó hiểu rằng ok, cái đoạn code phía dưới sẽ ánh xạ đến một ai đó, và ai đó là ai, là table name user đó em. Ở bên này cái database của bạn, table bạn lưu tên gì thì bên này bạn để cái tên đó, tức là nó sẽ ánh xạ đến đúng cái table này. Bên này chuyện tiếp tục ID, tức là cái primary key ở bên này, khóa chính ở bên này là gì, là ID, thì mình chỉ cho nó ID này là annotation, chẳng qua là cái chỗ này và chỗ này nó trùng nhau thôi. Còn chỗ này ví dụ như mình để là username thì ở chỗ này là username, cái chữ màu đỏ này nè, cái chữ màu đỏ này là tên trường, cái field name ở bên này là gì thì mình đặt ở đây là đó. Còn cái A cộng ID nó là annotation, không thay đổi. Rồi cái column, tức là với cái ID mà bên cái class thì nó tương ứng với cái ID ở trong bảng, cái trường ở trong bảng. Tiếp tục cái ID này nè, nó có cái dạng là string, chú ý chỗ này. Như vậy đối với cái ID bên này chỉ dữ liệu là NVCA, trong SQL nó là NVCA thì nó tương ứng với lại Java là string, chú ý chỗ này nha. Để khi này là nếu như mà bạn thay đổi cái kiểu dữ liệu là nó không có ép vô được nha, nó không có gán vô được. Rồi tiếp tục password ở bên này cũng NVCA, bên này string, full name, email tương tự như vậy, bên NVCA. Đối với là admin bên này là bit. Vậy thì mục đích bên này mình lưu gì đây? À, chương phong account này có phải là admin không? Nếu không phải là admin thì đó là user bình thường. Như vậy thì đối với lại SQL thì nó có dạng bit, nhưng mà Java thì không có bit, mà nó tương ứng của chúng ta là nguồn lệnh. Bên này là admin, bên này cái này là gì, attribute của cái class, attribute của class admin có kiểu là phương hình thì nó tương ứng với là cái column admin ở bên kia có kiểu là bit. Được chưa? Như vậy kiểu dữ liệu tương ứng, cái dữ liệu ở bên SQL, kiểu dữ liệu ở bên Java, thì làm sao mà mình nhớ cái này? Thì nó cũng có một vài cái đặc biệt thôi. Ví dụ như bên này, kiểu mà số thực mình có gì? SQL số thực mình có gì? Có gì? À, plot. Rồi gì nữa? Có bộ. Có gì nữa? SQL nhé. SQL server á. Kiểu decimal. Kiểu tiền tệ, rất 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 là nhiều kiểu đúng không? Thì khi đó mình sẽ kiểm tra xem là đối với kiểu dữ liệu bên SQL như vậy thì nó tương ứng với lại bên Java kiểu gì.
nếu mà không nhớ thì sợ thôi, không có ai cấm chỗ này cả, được chưa? Tán xạ qua. Và mình sẽ hiểu rằng là mình phải có kiểu dữ liệu tương ứng thì nó mới lấy dữ liệu lên để nó đổ vào cho mình được. Còn nếu mà không tương ứng thì nó không chấp nhận. Rồi, mình tạo một cái class. Đây, cái class. Và ở trong này người ta ghi là getter setter. Có nghĩa là gì? Mình phải tạo thêm các cái method get và set tương ứng cho từng trường dữ liệu. Trong này mình có trường ID, trường password, full name, email và admin, get và set. Được không? Rồi. Và cái chữ annotation mà lúc nãy thầy nói đây. Annotation tức là định hướng biên dịch. Và mình sẽ có cái phần nạp và gọi ha, cấu trúc của nó nạp và gọi. Thì mình sẽ có cái là gì? Entity Manager get transaction chấm begin, bắt đầu làm một việc gì đó. Chú ý chỗ này các bạn, bắt đầu làm một việc gì đó. Và khi làm chúng ta nhớ try, cố gắng để làm. Nếu lỗi thì sao đây? Run back là gì? Run back ở trong SQL Server có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì trong SQL Server? Ví dụ như là bạn chèn một dòng dữ liệu mới, bạn dùng lệnh gì? Insert into. Thì khi bạn insert into thì trong SQL Server nó sẽ create một cái record mới. Trước tiên là nó create cái đã, rồi bạn chèn dữ liệu vào. Đôi khi dữ liệu của bạn nó bị lỗi thì khi bạn lưu nó sẽ báo lỗi. Và giả sử như là cái mã của các bạn mà các bạn để tự tăng á thì rõ ràng là nó đã tăng rồi mà bạn lưu nó lỗi, thì lúc này bạn không có cách nào để bạn cancel được cả. Cho nên nó có cái dòng là rollback, là quay trở lại cái dữ liệu trước khi làm cái lệnh này, tức là nó trả lại dữ liệu cũ không bị lỗi gì hết. Nếu được try, nếu được thì cố gắng làm. Try là cố gắng đúng không? Thử. Nếu được thì cố gắng làm. Làm được thì được, không được thì trả lại. Lúc nào mà bị lỗi thì trả lại cái cũ giúp tôi. Vậy thôi. Rồi. Và cuối cùng chúng ta sẽ close, đóng cái kết nối lại. Và chỗ này thì chúng ta sẽ có một số cái lệnh. Ví dụ như basic. Basic này chúng ta create và insert into. Chú ý nè, cái lệnh này của mình nếu mà merge thì khi nào chúng ta update, dùng cái lệnh update thì chúng ta sẽ dùng cái entity manage.merge. Còn nếu như mà bạn delete thì bạn sẽ chọn là remove. Đó là phương thức tương ứng. Được không nào? Phương thức tương ứng để mà chúng ta thao tác dữ liệu giữa cái GBA và SQL Server. Các cái câu lệnh mà lúc nãy thầy nói, cái này nó có giống SQL Server không? Câu lệnh này giống không? Hơi hơi giống. Hơi hơi thôi. Không hoàn toàn giống. SQL là gì? Select sound from user head. Còn ở đây nó là select all from user all. All ở đây có nghĩa rằng là giống, gần gần giống như là một cái biến mà người ta viết tắt của chữ object, là một cái đối tượng. Tôi chọn cái đối tượng này từ cái user là entity nhé.
Cái này là entity user 0s nha, chứ không phải là select ở trong cái table user có s trong database đâu nhé. Tại vì chúng ta đang thao tác là thao tác trên SQL. Nó à, xin lỗi, thao tác trên Java. Nó tách biệt so với SQL. SQL là cái thằng GBA nó làm việc. Còn mình code ở đây mình không quan tâm gì đến SQL cả. Select all from user là from entity. Và entity đó đại diện là all. Và chúng ta sẽ có cái type query. User mình muốn trả về cái entity nào thì mình đưa cái entity đó vào bằng create query và đưa cái cbql vào, và nó map vào đâu? Map vào cái user class, tức là cái entity mà mình gọi. Rồi dưới đó khi mà mình đã create cái query này rồi, mình chọn là query get result thì nó trả về cho mình một cái danh sách user. Bây giờ mình muốn làm gì đó làm. Được không? Mình muốn làm gì trên cái danh sách này thì mình làm. Như vậy, quay trở lại cái bài mà GDBC chưa? GDBC thì mình cũng điền vào. Mình lấy được cái danh sách nhân viên. Còn GBA mình cũng điền vào. Mình lấy được danh sách nhân viên. Nhưng mà cách lấy nó khác thôi. Còn khi mà bạn đã có được danh sách nhân viên, bạn muốn làm gì thì là chuyện tính tiếp. Ví dụ như bạn nào mà code back-end thì bạn code đến đây là xong. Anh muốn lấy cái gì? Anh muốn lấy danh sách nhân viên đúng không? Anh muốn lấy danh sách user đúng không? Ok, tôi lấy, tôi trả ra cho anh một cái danh sách user. Hết việc, việc của back-end xong rồi. Còn anh muốn lấy cái danh sách đó, anh làm cái gì là chuyện của anh, là của front end. Như vậy thì khi mà các bạn viết front end, các bạn có cần liên quan đến SQL Server không? Còn vậy làm sao viết? Ủa, dữ liệu đâu viết? Đó, khi mà các bạn viết front end, các bạn làm sao? Phải chờ back end hả? Làm sao? Hả? Mình làm dự án chưa? Dự án 1 rồi đúng không? Nếu mà lúc đó thì mình làm gì? Mình chờ back end hay sao? Chứ dữ liệu ở đâu mà mình thử? Thì làm sao? Mình cứ vô, mình tạo một cái list user và mình create ngay tại code Java 5 thằng. Rồi mình thao tác gì đó, thao tác thêm xóa sửa gì đó, mình thêm xóa sửa ngay chính trên Java thôi. Thì khi nào mà thằng backend nó viết xong thì thay cái mà mình khởi tạo năm bạn đó đó thì bằng cái dòng lệnh này là dưới kia nó đọc lên bao nhiêu thì mình xuất bấy nhiêu. Như vậy bạn tách biệt được hai cái bảng frontend và backend. Các bạn làm việc rất là độc lập thông qua cái danh sách này. Đây là cái cốt lõi mà để frontend và backend làm việc với nhau. Được chưa? Đó.